danh sách trận đấu vòng xem thêm Roma Belgia 2:45-14:12 Roma Belgia On Boy Philippines Đài Loan 16:30-14:12 Philippines Đài Loan Singapore Timor Leste 19:30-14:12 Singapore Timor Leste Tutgabay M trên 0:30-15:12 Tutgabay M trên đang cập nhật trên for Manchester United 2:30-15:12 trên for Manchester United Cardiff 19:30-12/12/2021 Bisan Singapore 3-0 điện thoại Việt Nam 2:00 điện thoại Malaysia sự kiện chính đội hình thống kê thông tin trước trận điện thoại Việt Nam điện thoại Malaysia điểm Nguyên Mạnh Thế Ngọc Hải Thành Trung Duy Mạnh Dân Thanh Hồng Duy Quang Hải Hoàng Đức Tuấn Anh Công Phượng Dân Đức điểm Fami Safari Sát Gia Phu An Mahadi Amak Samsudin Bhatia Imanga Yali Rasit Đỏ cầu thủ xuất sắc nhất trận đen cầu thủ tệ nhất trận điện thoại Việt Nam điện thoại Malaysia xuất khung thành 14-4-6-4 thời gian kiểm soát bóng 53%, 47% phạm lỗi 16-16 thẻ vàng 1-1 thẻ đỏ 0-0. Hai cơ hội sớm đến với Công Phượng xem video Vũ Văn Thanh truyền bóng từ cánh phải. Adin Diouf An đánh đầu phá bóng Hới Hinh và Nguyễn Công Phượng đã ra chân dứt điểm rất căng nhưng bóng đã dọt lên khán đài sân Bisan. Bảy Việt Nam đá phạt xem video điện thoại Việt Nam được hưởng quả đá phạt bên cánh phải. Quang Hải đưa bóng vào vòng cấm địa nhưng Thành Trung không theo kịp. 8 Văn Đức xâm nhập vòng cấm địa xem video đường truyền từ cự ly gần giữa sân của Hoàng Đức hơi mạnh. Văn Đức không theo kịp và để bóng ra biên. Mười Việt Nam phối hợp trung lộ xem video pha phối hợp tuyệt hay giữa Quang Hải và Công Phượng. Dù bị hậu vệ Malaysia theo kèm sát sao, Công Phượng vẫn kịp chạm bóng, khiến thủ thành Fami phải vất vả cứu thua. Mười lăm xem video đường truyền của Quang Hải cho Công Phượng hơi mạnh. Thủ thành Fami băng ra bắt gọn bóng. 10. Điện thoại Việt Nam đang tận dụng những đường truyền bổng qua hàng thủ để Công Phượng bứt tốc. Công Phượng bứt tốc xem video ghế Ngọc Hải phất bóng dài để Công Phượng bứt tốc và khiến hàng thủ Malaysia bối rối. 24 Malaysia thay người đội trưởng Gia Phu An, sau tình huống tranh chấp với Công Phượng đã chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Dominic Tan. 26 Việt Nam ép sân xem video đường truyền khó chịu của Văn Thanh nhưng Công Phượng không thể chạm bóng. 27 Hậu vệ Malaysia phá bóng ra biên chịu phạt góc. 30 Văn Thanh đi bóng bên cánh phải xem video pha căng ngang bên cánh phải của Văn Thanh đã bị hậu vệ Malaysia ngăn chặn thành công. 32 Vào. Tỷ số là 1-0 cho Việt Nam. Xem video Tuấn Anh phối hợp với Hoàng Đức bên cánh trái trước khi căng ngang vào để Quang Hải dứt điểm hiểm quá, mở tỷ số cho điện thoại Việt Nam. 34 Hoàng Đức mắc sai lầm xem video quả đánh đầu về của Hoàng Đức quá mạo hiểm, rất may tiền đạo Malaysia không thể tận dụng cơ hội. 34 Văn Thanh phối hợp với Tuấn Anh xem video pha phối hợp như đá tập giữa Văn Thanh và Tuấn Anh bên cánh phải. 36 Tuy nhiên cú dứt điểm của Văn Thanh lại đi thiếu chính xác. 36 Vào. Công Phượng nhân đôi cách biệt. Xem video Quang Hải giật gót kỹ thuật cho Công Phượng đang băng xuống.
tiền đạo thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai xử lý khéo léo thoát khỏi hai hậu vệ Malaysia trước khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Cơ hội của Công Phượng xem di đeo Văn Thanh băng lên từ cánh phải và căng ngang vào khó chịu. Công Phượng gây áp lực khiến thủ thành Fami không bắt dính bóng. Rất may hậu vệ Malaysia đã kịp thời có mặt để giải nguy. 45 hiệp 1 kết thúc tỷ số tạm thời là 2-0 nghiêng về Điện Thoại Việt Nam. Hiệp 2 bắt đầu. 48 Việt Nam tấn công biên xem di đeo Hồng Duy căng ngang cho Công Phượng, tuy nhiên hậu vệ Malaysia đã có mặt và cắt bóng kịp thời. Điện Thoại Việt Nam đang chủ động nhường thế trận cho Malaysia và tận dụng những pha phản công nhanh. Điện Thoại Việt Nam thay người Tiến Linh vào sân thay Công Phượng. 56 Quang Hải vô lê kỹ thuật xem di đeo Quang Hải đợi sẵn ở ngay sát dòng cấm địa trước khi tung cú vô lê kỹ thuật, bóng đi dọc xà ngang. 59 Hoàng Đức sút xa xem di đeo Hoàng Đức quyết định dứt điểm từ ngoài dòng cấm địa, bóng đi nhẹ và thiếu chính xác. 64 Điện Thoại Việt Nam thay người Bùi Tiến Dũng, Dân Toàn vào sân thay Thành Trung, Quang Hải. 64 Dân Toàn đột phá xem di đeo Dân Toàn đột phá dũng mãnh bên cánh phải và tạt vào trong, tuy nhiên không có cầu thủ Việt Nam nào kịp băng vào dứt điểm. 68 Tiến Linh bỏ lỡ đáng tiếc xem di đeo thêm một pha tấn công biên nguy hiểm được khởi xướng bởi Dân Toàn. 9 căng ngang cho Tiến Linh, tuy nhiên tiền đạo này lại xử lý quá chậm chạp và bị hậu vệ Malaysia cướp bóng. 73 Dân Toàn bứt tốc xem di đeo Dân Thanh truyền dài cho Dân Toàn đua tốc độ với hậu vệ Malaysia nhưng không thành công. 76 Việt Nam thay người Xuân Trường vào thay Dân Đức, Hồ Tấn Tài vào thay Hoàng Duy. 78 Hoàng Đức phối hợp với Dân Toàn xem di đeo Hoàng Đức chọc khe để Dân Toàn xâm nhập dòng cấm địa, tuy nhiên hậu vệ Malaysia đã bắt bài. 79 Xuân Trường sút xa xem di đeo pha phối hợp bên cánh phải của Hồ Tấn Tài và Dân Toàn. Dân Toàn nhả bóng lại cho Xuân Trường sút xa, tuy nhiên bóng lại chạm người Hoàng Đức ra biên. 86 Hậu vệ Malaysia mắc sai lầm. Xem di đeo tận dụng khoảng khắc hớ hinh của hậu vệ Malaysia, Dân Toàn cướp bóng nhanh như chớp. Tuy nhiên đường chuyền của tiền đạo số 9 cho Tiến Linh lại bị ngăn chặn. 89 vào, 3-0 cho Điện Thoại Việt Nam. Hoàng Đức lập công. Xem di đeo nhận đường chuyền từ Tuấn Anh, Hoàng Đức xoay sở khéo léo trong vòng dây 3 hậu vệ Malaysia trước khi dứt điểm hiểm góc nâng tỷ số lên 3-0. 90 trận đấu có 2 phút bù giờ. 90 cộng 2 trận đấu kết thúc tỷ số chung cuộc, Việt Nam 3-0 Malaysia. Đội hình xuất phát Nguyên Mạnh, Huế Ngọc Hải, Thành Trung, Duy Mạnh, Dân Thanh, Hoàng Duy, Quang Hải, Hoàng Đức, Tuấn Anh, Công Phượng, Dân Đức Fami, Safari, Sát, Yafuan, Mahadi, Ahmad, Shamsuddin, Bhatia, Aiman, Gajali,
Rashid Zidane bàn thắng trận điện thoại Việt Nam điện thoại Lào ở bảng bờ Á Quân 2021. Cầu thủ Việt Nam khởi động đội hình ra sân của điện thoại Việt Nam ký ức ngọt ngào như Á Quân 2018 sẽ tái hiện với điện thoại Việt Nam. Theo thống kê, điện thoại Việt Nam và điện thoại Malaysia có tổng cộng 16 lần giáp mặt, bao gồm ở các giải. Đội bóng của chúng ta sở hữu thành tích vượt trội với 12 chiến thắng, còn lại hòa 2 và thua 2 trước Hổ Mã Lai. Tại Á Quân 2018, điện thoại Việt Nam 3 lần đụng độ đối thủ Malaysia. Tại vòng bảng, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo dễ dàng đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0 ở chảo lửa Mỹ Đình. Đến trận chung kết lượt đi tại sân Bukit Jalil, hai đội hòa nhau với tỷ số 2-2. Trở về sân Mỹ Đình ở trận chung kết lượt về, chiến thắng 1-0 đã giúp điện thoại Việt Nam đăng quang ngôi vô địch Á Quân thứ 2 trong lịch sử và là lần đầu tiên sau hơn 10 năm chờ đợi. Gần đây nhất tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, điện thoại Việt Nam toàn thắng cả hai lượt trận trong khuôn khổ bảng G. Theo đó, ở trận lượt đi trên sân Mỹ Đình năm 2019, Việt Nam tiếp tục thắng đối thủ 1-0 bằng siêu phẩm sút vô lê của tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Đến lượt về diễn ra trên đất Uy, đoàn quân của huấn luyện viên Tang Chengwa thêm một lần nữa gục ngã trước sức mạnh của điện thoại Việt Nam với tỷ số 1-2. Malaysia lộ điểm yếu trong buổi họp báo trước trận gặp điện thoại Việt Nam ở Á Quân 2020. Huấn luyện viên Tang Chengwa cho rằng điện thoại Malaysia gặp khó khăn trong việc chuyển đổi trạng thái giữa tấn công và phòng ngự, đồng thời không thể triển khai thế trận trong 15 phút đầu tiên. Đây có thể là khoảng thời gian điện thoại Việt Nam có thể triển khai tấn công nhanh, đánh phủ đầu để tạo lợi thế. Trận chung kết của bảng bờ trước khi bảng bờ Á Quân 2021 diễn ra, Malaysia được dự đoán là đối thủ trực tiếp của điện thoại Việt Nam trong cuộc cạnh tranh ngôi dẫn đầu. Hiện tại, Malaysia đang dẫn đầu bảng bờ với 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận thắng liên tiếp trước Campuchia và điện thoại Lào, cùng hiệu số bàn thắng bại ấn tượng 6. Trong khi đó, điện thoại Việt Nam hiện xếp ở vị trí thứ 3 với 3 điểm nhưng đá ít hơn đối thủ một trận. Do đó, nếu đánh bại Malaysia ở trận đấu này, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có cơ hội rất lớn để giành ngôi nhất bảng bờ, qua đó có thể tránh được Thái Lan ở vòng bán kết. Đòi nợ hay thêm một lần ôm hận. Kể từ khi dẫn dắt điện thoại Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã 4 lần đối đầu Malaysia với thành tích ấn tượng thắng 3, hòa 1. Tại Á Quân 2018, điện thoại Việt Nam hòa Malaysia 2-2 ở trận chung kết lượt đi trước khi giành chiến thắng 1-0 ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình. Nỗi ám ảnh với Malaysia tiếp tục kéo dài đến vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á khi Hổ Mã Lai gục ngã ở cả hai lượt trận trước thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Liệu đoàn quân của huấn luyện viên Tang Chengwa có đòi được nợ hay lại thêm một lần ôm hận trước điện thoại Việt Nam?